bắt khẩn cấp huấn luyện viên dạy võ hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Thầy dạy võ biến thái hiếp dâm nhiều năm học trò. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của học viên, huấn luyện viên dạy võ đã dụ dỗ quan hệ tình dục bằng nhiều hình thức. Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt khẩn cấp huấn luyện viên này về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Tối ngày 21 tháng 1, Đại tá Võ Văn Dương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa bắt khẩn cấp Phạm Huỳnh Minh Thịnh, 29 tuổi, ở tổ dân phố Trường Thọ Tây B, phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi, về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Theo thông tin ban đầu, cơ quan công an xác định Phạm Huỳnh Minh Thịnh là huấn luyện viên dạy võ Taekwondo. Thịnh mở lớp ngoại khóa tại phường Trương Quang Trọng, dạy võ cho các em từ 6 đến 16 tuổi. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của các em học viên nam, Thịnh đã dụ dỗ các em để quan hệ tình dục bằng nhiều hình thức khác nhau. Huấn luyện viên dạy võ Phạm Huỳnh Minh Thịnh trong những lúc quan hệ tình dục, Thịnh đều dùng điện thoại di động, máy ảnh để quay phim và chụp hình lại. Liên quan đến vụ việc trên, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin ai là bị hại của Phạm Huỳnh Minh Thịnh thì liên hệ Phòng Cảnh sát Hình sự để được tiếp nhận, giải quyết. Trao đổi với phóng viên thanh niên, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Trương Quang Trọng cho biết, Phạm Huỳnh Minh Thịnh mở lớp dạy võ trên địa bàn phường vào cuối năm 2022 cho đến nay. Các em học viên học võ tại đây chủ yếu đến từ P, Trương Quang Trọng, xã Tịnh Ấn Tây và xã Tịnh Ấn Đông, thành phố Quảng Ngãi. Khi xảy ra vụ việc trên, lãnh đạo P, Trương Quang Trọng cũng khá bất ngờ. Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra vụ việc huấn luyện viên dạy võ hiếp dâm người dưới 16 tuổi để xử lý theo quy định của pháp luật. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.